Ăn chi sao? Mà mở đèn cho sáng sáng lên coi. Rồi. Con ăn không? Con nói đi. Cheese. Nói cheese đi. Trời ơi, mặc bộ đồ gì đẹp dữ ta. Thôi, đừng có nặng cái đầu tóc. Đừng. Đó, coi bà trời không? Ăn chi sao? Con thương mẹ không? Con thương mẹ không? Trời ơi, coi mặt con. Mẹ mới mua cho chơi bộ đồ nè cô chú. Cô chú thấy bộ đồ mẹ mua đẹp không? Trời ơi. À, coi nè, có bờ vai nè, bờ vai nhỏ bé nè. Mới mốt anh nào cũng thích sờ vô cái bờ vai nè. Mẹ lấy cái cây là mẹ anh nào mà sờ vô cái bờ vai của chay là mẹ giọng cho một giọng á. Hả chay ha? Cái gì vậy? Trời đất ơi, có cái cây. Trời ơi, nó phá hư cái cây này của tôi rồi. Trời đất ơi. Hôn mẹ miếng đi, mẹ cho cheese. Ba bảy, cái đó bảy á. Hôn mẹ đâu? Hôn mẹ đâu? Nó hôn dối đó. Rốt trời trời, hôn thêm miếng nữa. Trời ơi, hôn miếng cái nữa luôn. Trời ơi, ăn cheese nha. Cheese. Đâu, hộp cheese đâu? Hồi nãy là nó vô ha, nó tới mò, nó lấy cái hộp này. Xong rồi cái tự nhiên Ngọc đang ngồi, Ngọc làm video. Ngọc ngồi Ngọc làm video, cái nó chạy vô nó đưa Ngọc, nó nói cheese. Rồi, giờ ngồi xuống lên, ngồi xuống, là mấy cái bạn lấy ghế ngồi nha. Rồi rồi, cái ghế nó đâu rồi ta? Lên ghế ngồi. Không phải đà, cái đó không phải đà. Cái con nó không phải đà. Cái con nói, con nói flamingo, tiếng Việt là cái gì ta? Là con hạt phải không ta? Con hạt phải không cô chú? Rồi, ngồi im đấy, ngồi im, ngồi đi em. Gì xin, để con làm video cái gì xin này. Rồi, sit down, bà Ly. Bà Ly. Trời ơi, con nó lại đó, nó đứng nó nhảy kìa, nó đứng nó. Nó được nó không? Tự nhiên khi nó ngồi xuống nó lại đứng nó nhảy. Trời ơi, sao bả sao cực vậy? Hả? Đó. Rồi ngồi xuống, sit down. Sit down, rồi. Đó. Ngoan ngoan. Rồi, chào cô chú chưa? Hả? Hả cô? À, chay hả? Hả? Đúng rồi, từ phải chỉnh nó rồi. Đố cô chú cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cô nói đi, cái này là cheese. Đúng rồi, há miệng ra. Đó, nó thích vậy đó cô chú, coi được đời không? Nó thích là há miệng ra là nặng cái chi đó vô trong miệng nó vậy đó. Nữa không? Ngon không? Ngon hả? Cho cô chú miếng nha. Bậy à. Can we share? Mày nặng cho con ít thôi chứ mẹ không có nặng nhiều đâu. Nè, đó, rồi ăn đi. Ngon không? Ngon không? Ngồi xuống. Ngồi xuống năng qua. Lên ghế ngồi. Không ngồi kế bên mẹ vậy. Lên ghế ngồi. Nó ghiền cái cheese này quá nên nó. Rồi ngồi xuống. Sit down please. Rồi lại quất. Quất đi. Ngon không? Rồi giờ quỳ gối trước mặt cộng luôn nè. Lên ghế ngồi. Ăn uống là mình phải có cái tư cách đàng hoàng. Mình không quỳ lị người ta như vậy được. Biết không? Mình là chay xì cay thôi xì dơ mà mình cũng phải có đẳng cấp của mình chứ. Đau chưa? Đau chưa? Ai mượn con? Đau rồi gối hả? Thế mẹ coi. Đau không? Ngồi lên đàng hoàng đi mẹ cho ăn. Ngồi lên đi. Ngồi ghế đàng hoàng. Ngồi xuống. Ngồi lên cái ghế này nè. Trời ơi bây giờ kêu nó ngồi coi ghế nó không chịu ngồi luôn. Bây giờ nó đeo theo cái chai này nè. Từ từ. Rồi vậy đứng đây đi nha. Rồi bây giờ à, hả miệng ra nè. Chưa nặng mà lấy gì hả? Chưa nặng mà lấy gì hả? Đây nè. Từ từ chai ơi. Rồi. Mày ăn bớt rồi đi không? Không ấy còn ăn hết bệnh á. Nhiều lắm. Ngon không? Không mềm miếng đi.
Dạ. Thương mẹ không? Mẹ để đẻ. Thôi ăn đi. Nó ghiền cái món này, nó ghiền cái kiểu gì lạ liền lùng. Rồi, hả miệng ạ. Ba mua đó, mà bốt là mẹ cấm không có cho ba mua cái này nữa. Mua về là còn ăn. Rồi, đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jay Sky. Happy birthday to you. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Cho cô chú miếng nha. Cái đỏ bay bay. Đừng đừng cái xin xin đừng đứng xa tôi ra đi. Đứng xa tôi ra đi. Sang ra sang. Đó. Nó là giờ cỡ nào nó cũng chơi cô chú. Bây giờ mà bò lăn bò lết rồi. Bây giờ cho nó bò lăn bò lết dưới đất nè. Để hành nó cho cô chú con nha. Cái nằm nó khoái thì phải hành nó chứ. Rồi nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống coi. Nằm xuống. Mẹ cũng ít ác lắm. Gì vậy? Ghim ghế đâu à? Bỏ ghế đó xuống đây. Rồi nằm xuống rồi mẹ mới cho ăn. Không, giờ kêu nằm không chịu nằm, lên ghế ngồi. Rồi, ngồi đó, ngồi đó, I'm coming. Rồi, ngồi đó nha. Trời ơi hả? Chưa, con để cái đầu gì mày đâu có thấy mà mày xịt. Rồi. Cho cô chú. Ngon ngon nha. Ngon không? Ngon hả? Từ từ từ. Ngon không? Để im đó, ngồi xuống, ngồi xích xa ra cứ gờ. Nó lết lại à. Ngồi ghế đi, lên ghế ngồi đây mẹ lại. À giờ múa à. Này là hôm nay là sự tích là cô bé ăn chi. Cô bé ăn chi là cô bé ăn chi. Gà. Gà. Thôi lên ghế ngồi đi, ghế ngồi dắt chân lên đây. Bà ngoại nói cái ghế này giống mua giống như ghế ngồi uống cà phê. Con ăn chi xong. Ngon không? Ngồi đàng hoàng, ngồi đàng hoàng đi. Ăn bún mình phải ngồi đàng hoàng. Dì xin mở cửa. Dì xin làm như ta. Mở cửa sổ không con cái đi. Mỗi lần dì nhớ dì làm cái đó là dì mở cái cửa sổ rồi chứ không hay hôi lắm. Trời ơi nó rất là hôi luôn á. Không có thơm, mình thì mình để thơm chứ còn người khác mình người khác người ta đâu có thấy thơm được. Cái đó là giấm với lại cái đó là giấm mà nấu nóng lên thì sao đâu có thơm. Nó có mùi, nó rất là gắt. Hên là bữa nay không có chồng con á, chứ chồng con ảnh không có thích cái mùi đó đâu. Chồng con ảnh nói không biết gì nấu cái gì ngoài ra mà hôi dữ vậy. Cái con nói chỉ làm cho cái đồ để đắp cái chân vậy. Rồi cứ đắp mấy cái miếng lá lốt đi, rồi chừng nào hết rồi cái con đi chợ cái kia con mua thêm cho. Mà dì phải nói trước chứ, mừng từng đi chợ có lần à.
chứ để gì gì không nói trước là con, là con uống miếng nước vô đây con muốn à. Thôi thôi nghỉ đi, ăn nãy giờ được rồi, nghỉ. Ô, giờ kêu nó nghỉ cái nó chạy trốn nè, thôi được đời không. Trời ơi, nó biết nó nghĩ nó trốn trốn vô đó là mẹ không có tìm kiếm được nó hàng sao á. Rồi nó trốn vô tới trong đó luôn rồi. Đó, nó biết nó trốn đó là tôi không có bắt được nó đó. Đưa mẹ đâm cất lại lên. Đưa mẹ đâm cất lại lên. Đó 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 đó. Đó. Té nha, đừng có vô chụp nó sâu quá đi, ra đi. Hi. Dạ. Mẹ nói hai con nói ba hả? À. Đây mặc bộ đồ thấy thương quá à. Phải chi trời ấm ấm mày dẫn ra đường chơi nè. Tối tối hơi lạnh lạnh chút rồi. Can we share? Can we share? Please, we can share. Sharing makes us all happy. We can share. Sharing makes us all happy. Sharing is caring. Oh, sharing is fun. Mẹ đem cất nha. Rồi mẹ đem mày cất nè. Rồi đi, bấm nút. Bấm nút. Bấm nút. Gì đâu, không không đâu có đi ra ngoài chơi đâu, lấy dép. Lấy dép làm chi vậy? À, mang vô đi, thằng lại mang vô đi. Mang dép vô cho cô chú coi. Đó, 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 cái đó là bậy đó. Cha mang cái đôi dép này lại đúng chung với lại cái flamingo luôn nè. Nè, đúng rồi nè, đôi dép này là matching này chị. Đôi dép này matching này chị nè. Đây làm gì chơi? Mâm mâm mà, nó có dị quan không gì xin? The wheel on the bus go round and round, round and round. Round and round, baby Jay on the bus go round and round all through the town. The mommy on the bus go sit, 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 sit. The baby on the bus. I love you, sweetheart. Over. Alo đi, alo đi. Nè, chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Ơ, à, trời, 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 trời. Tại sao con lại làm vậy? Hả, tại sao con lại làm như vậy? Hả, à, tại sao lại làm như vậy? Đau không? Hả, à, đau không nói mày nghe. Oh.
Coi nè, con nằm ngủ đi, nằm ngủ cho cô chú coi đi. Nằm ngủ cho cô chú coi sao. Ôi trời 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 trời. Ngủ đó, ngủ đó. Trời ơi coi kìa, nằm e dè, e dè, e thẹn kìa. Em bé kìa. Ồ, sao? Sao? Uống miếng nước đi con. Uống miếng nước không? Có khô quá không? Bị uống miếng nước không? Uống nước không? Uống ha. Rồi, rồi, rồi. Nè con, lại uống miếng nước nè con. Nè uống đi. Trời ơi dữ không? Trời ơi cầm chai nước giống như ông xe rượu vậy trời. Sao? Đi đi làm đi. Làm gì làm đi cho cô chú coi đi. Còn nghiệp cô chú ngày nào là cô chú cũng lên để đón đón coi clip con đó. Đón coi chay đó. Ông bà với cô chú là thương chay dấm vuông á. Chay là cục vàng đó. Đó coi cục vàng kìa. Quá trời vàng luôn nè, đây nè. Vàng nè. Đó, vàng đó. Phải không? Phải vàng đó không? Trời ơi, giữ giờ. Dẫm mãi những chén chua cay này. Lêu bêu như gã du ca buồn. Lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Yeah. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này. Nhảy đi, nhảy đi. Giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt. Nhảy đi. Trời, đó, đó, xỉn đó chưa, xỉn đó. Ánh mắt đắm đuôi đôi môi đam mê. Đôi tay buông lơi em. Mira giết ta trong một đêm thôi mê. Buồn à, dữ giờ. Chay bây giờ đang đóng vai người xỉn nha cô chú, cô chú. Đó, em bé đi, em bé mặc cái áo đó đi đi uống rượu. Rồi giờ em bé xỉn rồi. Coi dừng té nha. Cho cô chú uống miếng nước không? Uống không? Ừ. Quá đi. Coi đây, coi đây. À, ôi trời, trời. Ngon bụng mẹ luôn hả? À, Gì vậy? Sao vô duyên vậy? Thôi này, này chay giờ bye bye cô chú nè. Giờ bye bye cô chú đi. Chạy lúng tung hết. Bye bye cô chú đi. Trời ơi. Giờ chay bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú đi. Hẹn gặp lại cô chú ngày mai đi. Bye bye. Cái kênh, sao cái kênh của mẹ mẹ bye bye mà tại sao con bye bye mà tại sao cái kênh của con không chịu bye bye cô chú vậy chay? Hả chay? Thì bây giờ mẹ mẹ nói nha, bây giờ đợi mẹ nói câu này nha. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh JC Kai Hoi Xì Dơ.
Chào tạm biệt tất cả mọi người. Má ơi, nó đợi tôi nói cái câu y như tôi nói hàng ngày nó mới bay không? Dạ, đâu? Trời ơi trời, thôi tôi sợ con này rồi. Bình thường kia nó bye bye, không bye bye, nó đợi đọc đúng á. Đọc đúng diễn văn nó mới bye bye. Giờ nó đợi nè nha. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky thôi à. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye cô chú đi. Không xạo lời thiệt chứ. Quá xạo đời. Ngoại. Điện nói ngoại nghe nè ngoại. Để mày vô nó ngoại. Con kêu á, cái con quay phim cho nó mẹ, mà con kêu nó là chào cô chú đi, nó không chịu chào nha mẹ. Thì con mới đọc vậy nè. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo qua theo cái gì đó. Giờ tự nhiên quên luôn rồi. Cảm ơn tất cả. Nó con nói y như là cái bên video clip của con vậy đó. Vậy cái nó quay liền mẹ. Mày coi được rồi không? Con nói chào cô chú đi, không chào, mà con nói xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky thôi à. Chào tạm biệt tất cả mọi người, cái đó bye bye mẹ. Xạo quá. Không biết nó khúc nào tới khúc nào á. Đó là nó biết tới khúc nào, là khúc nào là lên, khúc nào là xuống mà. Đó nó muốn đi cho đi diễn viên luôn. Nè con. Alo, xin chào ông bà cô chú. Nè, hai ngoại đi kìa. Hai ngoại đi. Bà cô chú. Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú nè. Bye bye cô chú đi. Thôi để mẹ nói nha. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky thôi à. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Bye đi. Trời ơi đó, bây giờ nó lan xăng rồi. Bây giờ nó tóc máy luôn rồi. Trời ơi. Đi dơ. Ở dưới đó rất là dơ. Đây.